Thi Thiên 95. Hãy đánh hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho vần đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là vua cao cả trên tất cả các thần. Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài vì chính Ngài đã dựng nên nó, còn đất khô do tay Ngài nắng thành. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hãy quỳ gối xuống trước đấng tạo hóa của chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày Massa trong hoang mạc, là nơi tổ phụ các ngươi đã thử ta, dò xét ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta ghê tởm thế hệ này, ta phán: đó là một dân có lòng lầm lạc, chẳng nhận biết đường lối ta. Vì thế ta nổi giận mà thề rằng họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của ta. Luca chương 16. Đức Chúa Giê-xu lại phán với các môn đồ: một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì vậy chủ gọi anh ta đến và bảo: tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó, hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia tự nhủ: chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. Ta biết phải làm gì để khi bị cách chức có người tiếp rước ta về nhà. Vậy anh ta gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói với người thứ nhất: anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Người quản gia nói: hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau 50. Rồi anh ta nói với người thứ nhì: anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 hộp lúa mì. Người quản gia bảo: hãy cầm lấy giấy nợ, viết 80. Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn ngoan như vậy, vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. Còn ta bảo các con, hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? Không đệ tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc chồng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền tài được. Người Pharisee là những kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó thì chế nhạo Ngài. Ngài phán với họ: các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao lại đề liều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và lời tiên tri có đến đời của dân mà thôi. Từ ngày đó, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp. Ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hàng ngày tiệc tùng xa xỉ. Lại có một người nghèo tên Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chóc. Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống, cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn
ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazara ở trong lòng người. Người giàu kêu lên: Tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con. Sai Lazara nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa này. Nhưng Abraham trả lời: Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn Lazara phải chịu nhiều điều dữ. Bây giờ nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói: Tổ phụ ơi, thế thì xin sai Lazara đến nhà cha của con, vì con có 5 anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. Nhưng Abraham trả lời: Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri, họ phải nghe lời các vị ấy. Người giàu lại nói: Thưa tổ phụ Abraham, không phải vậy đâu, nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp: Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ. Daniel chương 9. Năm thứ nhất triều vua Darius, con trai Assyru, thuộc dòng giống người Medi, là người được lập lên cai trị vương quốc Kandê. Vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Daniel, qua nghiên cứu kinh thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Jeremy là 70 năm. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiên ăn, quấn vải xô và rắc tro lên đầu. Vậy, tôi khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác. Chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt thuộc về chúng con. Nhưng ngày nay thuộc về người Do Thái, dân cư Jerusalem, tất cả Israel, người ở gần cũng như kẻ ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã đuổi họ đến vì những gian ác họ đã phạm với Ngài. Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài. Chúng con đã không vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, không sống trong luật pháp mà Ngài đã dùng đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy dỗ chúng con. Toàn dân Israel đều vi phạm luật pháp Ngài, quay lưng đi, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Vì vậy, những lời nguyền rủa và thề nguyện chép trong luật pháp Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã đổ trên chúng con vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Ngài đã thực hiện các lời cảnh cáo chúng con và các thẩm phán đã xét xử chúng con bằng cách giáng đại họa trên chúng con, khủng khiếp đến nỗi khắp thiên hạ chưa từng có tai họa nào giống như tai họa đã giáng trên Jerusalem. Tất cả tai họa này đã giáng trên chúng con đúng như đã được chép trong luật pháp Môi-se. Dù vậy, chúng con vẫn không khẩn xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình để từ bỏ gian ác và hướng lòng về sự thành tín của Ngài. Vì thế, Đức Giê-hô-va chờ sẵn và giáng tai họa ấy trên chúng con, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con vốn công chính trong mọi việc Ngài làm, chỉ có chúng con không chịu vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ,
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đã dùng bàn tay uyền uy đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay. Còn chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúa ơi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Jerusalem của Ngài, tức là núi thánh Ngài, chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Jerusalem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục. Vì vậy, bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời khẩn nguyện nài xin của đầy tớ Ngài vì danh Chúa. Xin chiếu sáng mặt Ngài trên đền thánh hoang tàn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành phố mang danh Ngài. Chúng con không dựa vào sự công chính của mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe. Lạy Chúa, xin tha thứ. Lạy Chúa, xin đón xem và hành động. Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài, xin đừng trì hoãn, bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài. Tôi tiếp tục thưa chuyện và cầu nguyện, xưng nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi dân Israel tôi, và trình dâng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi lời khẩn nguyện cho núi thánh của Đức Chúa Trời tôi. Khi tôi dâng lời cầu nguyện, thì Gabriel, người mà tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều. Người dạy dỗ tôi và nói với tôi: "Hỡi Daniel, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi. Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, và ta đến để công bố lời đó cho ngươi. Vì ngươi rất được yêu quý, vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khải tượng. Có 70 tuần lễ đã được ấn định cho dân ngươi và thành thánh ngươi để chấm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác và đem lại sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm và sức dầu cho nơi chí thánh. Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu xuất hiện thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và chiến hào ngay trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ ấy, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh. Sự cuối cùng sẽ đến như nước lục, chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Cảnh hoang tàn đã được ấn định. Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dân sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm, cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định dán trên kẻ hủy phá. Daniel chương 10. Năm thứ ba triều vua Siru, nước Ba Tư, có lời mặc khải cho Daniel, cũng gọi là Ben-tơ-sắc-sa. Lời đó là chân thật, liên quan đến một cuộc chiến tranh lớn. Daniel hiểu lời đó và nhận ra ý nghĩa của khải tượng. Trong những ngày đó, tôi, Daniel, đang buồn rầu suốt 3 tuần lễ. Tôi không ăn cao lương mỹ vị, không nếm thịt và rượu, cũng không sức dầu thơm trong suốt 3 tuần lễ đó. Ngày thứ 24 tháng Giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Tigris. Tôi ngước nhìn lên thì thấy một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng Ufa, thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. Tôi, Daniel, chỉ một mình tôi thấy khải tượng đó. Những người ở với tôi tuy không thấy khải tượng, nhưng họ đều run sợ, chạy trốn để tìm chỗ ẩn mình. Vậy,
tôi còn lại một mình và thấy thể tượng lớn đó. Tôi không còn sức nữa, mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn nghe tiếng phán của người. Vừa nghe tiếng người, tôi bị ngất đi, mặt sắp xuống đất. Bây giờ có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy. Người ấy nói với tôi: "Hỡi Daniel, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi." Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên. Người bảo tôi: "Hỡi Daniel, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi. Và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng Mikael, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến." Trong khi người nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống đất và bị câm lặng. Này, có một vị mang hình dạng như các con trai loài người chạm đến môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi: "Thưa Chúa, khải tượng đã làm tôi đau đớn và kiệt sức. Làm sao đầy tớ của Chúa có thể thưa chuyện với Chúa được? Vì hiện nay tôi không còn một chút sức lực nào, cũng chẳng còn hơi thở trong tôi nữa." Bây giờ, vị có hình dạng người nam lại chạm đến tôi và thêm sức cho tôi. Người bảo tôi: "Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi. Hãy an tâm và can đảm, hãy can đảm lên." Khi người đang nói với tôi được thêm sức và nói: "Thưa Chúa, xin Ngài cứ nói, vì Ngài đã thêm sức cho tôi." Người nói: "Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của Hy Lạp sẽ đến. Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết những gì đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp sức với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mikael, thiên sứ của các ngươi."